xin chào quý vị và các bạn đến với kênh hữu quốc món ngon dễ làm và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá dứa nấu canh chua một món canh rất là ngon cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn cá dứa quý vị thì thịt nó rất là ngọt béo và giàu chất dinh dưỡng mình nấu canh chua kết hợp vị chua của me cùng một số nguyên liệu khác nè rồi một số gia vị để mình nấu canh chua nữa rất là thơm ngon tuyệt vời và cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn Rồi, các nguyên liệu của mình thì gồm có Hôm nay mình sử dụng 300g cá dứa nha quý vị Cá dứa thì mình đã rửa qua Muối với chanh Để cho nó bán đi hết mùi thanh của cá nha quý vị Và mình cũng hái ra sẵn luôn Để hồi mình sơ chế Rồi, rau nhút, đậu bắp Cà chua, rồi ngò gai Rau ôm, tỏi, ớt, me Khóm, cùng một số gia vị Thông thường nữa nha quý vị Trước tiên thì các tép tỏi á mình đập cho nó dập dập rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn ra là được rồi hôm nay mình sử dụng tỏi rất là nhiều canh chua phải có tỏi nhiều để mình phi cho hơm á bây khi canh chua cái dưới của mình chín thì mình sẽ cho tỏi lên trên nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng rồi các cái ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn để nữa mình sẽ cho vào trong nước chấm nha quý vị Phần ngò gai và gạo ôm thì mình cũng à, nhỏ nhỏ ra sẵn luôn Đây nữa mình sẽ cho vào trong à, nồi canh chua để cho nó thơm ngon hơn Rồi các cái đậu bắp của mình đó quý vị Thì mình cắt bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối rồi mình cắt ra làm hai là được rồi các quý vị. các cái, cái đầu bắp khác thì mình cũng xắt uh, ra như vậy luôn. Hôm nay mình nấu uh, một nồi canh chua cũng vừa vừa, không có to lắm. Khóm mình sử dụng nửa trái cũng nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình xắt uh, theo cái lượng như vậy nè quý vị để cho khóm của mình uh, nhìn nó đẹp mắt hơn nha quý vị. rồi cà chua thì mình sẽ chảy ra làm hai rồi mình chảy ra làm hai nữa một trái cà chua thì mình chảy ra làm tư cái phần cùi của trái cà chua của gì thì mình sẽ bỏ đi rồi bây giờ mình sẽ cho khoảng hơn nửa muỗng cà phê muối bọt vào trong dĩa cá dứa 1 phần ba muỗng cà phê tiêu xay rồi sau đó mình đảo đều lên để cho cá dứa quý vị nó thấm đều qua muối và tiêu chút xíu thì mình sẽ chiên sơ qua nghe quý vị. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào, mình cho nhiều nhiều dầu vào nghe quý vị. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. À, trong lúc phi thì mình đảo đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị tỏi nó cũng đã vừa vàng ống ánh lên như vậy thì mình sẽ tắt lửa là được rồi nha quý vị đến khi nguội thì nó sẽ rất là vàng màu cánh ván rất là đẹp luôn nọ bây giờ thì nó đã nguội rồi nè rồi mình sẽ vớt ra mình chừa lại một ít trong chảo nữa nghe quý vị để hồi mình chiên cá dứa và bây giờ thì mình sẽ bật lửa lên lại rồi mình sẽ cho các khúc cá dứa vào để mình chiên nha quý vị mình chiên giống như mình áp chảo vậy đó mình để lửa hay cao lên chứ rồi sau nãy giờ mình chiên cũng khoảng hai ba phút rồi bây giờ mình sẽ trở bề lại cho nó vừa vàng hai mặt nha quý vị mình chiên như vậy nè sẽ giúp cá của mình đó quý vị nó không có tanh nữa nghe quý vị khi mà mình nấu với canh chua. Nào, bây giờ nó đã vào ống ánh hai mặt rồi, thì mình sẽ gấp ra. Nếu mà mình mua được cá sống quý vị, thì về mình sẽ chế chế rồi mình để cá tươi mình nấu cũng được nghe quý vị. Tại cá của mình thì mình để trong tủ đá, mình đem ra, cho nên mình phải uh, chiên lại nó mới uh, ngon nghe quý vị và tuyệt đối nó sẽ không có bị tanh Rồi, mình bắt cái chảo nước lên nó cũng hơi sôi rồi thì mình sẽ cho cái khay vào rồi mình cho me vào để mình dầm cái phần me này quý vị chủ yếu là mình lấy cái phần nước cốt me thôi nó mình dầm khi nào mà me nó ra hết cái phần nước cốt me là được rồi nó sau một hồi thì mình dầm cái phần nước cốt me cũng ra hết rồi còn cái phần hộp sát me nè thì mình sẽ bỏ đi rồi mình sẽ cho các gia vị vào thì mình cho cũng khoảng 1 phần tư muỗng canh bột bọt vào chút xíu bột ngọt hai muỗng canh đường cát rồi mình đảo đều lên cho gia vị nó tan hết trong cái uh, cháo canh của mình luôn rồi bây giờ thì mình sẽ cho khóm vào mình nấu mình nấu để cho nó ra cái nước uh, ngọt của khóm nha quý vị ngọt hành của khóm và sau một hồi mình nấu á, cũng khoảng 4 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho đậu bắp vào mình nấu. Cái nào lâu chín thì mình sẽ cho vào trước nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho cà chua vào mình nấu luôn. Mình cho vào khoảng một phút thôi rồi mình sẽ cho cá vào. Cá thì tại vì nãy mình đã chiên áp chảo và rồi cho nên hồi mình bỏ vào mình nấu thì nó cũng rất là mau chín nha quý vị. Mình cho cá vào mình nấu thêm cũng khoảng 3 4 phút nữa thôi là cá sẽ chín. Khi mình cho cá vào quý vị thì mình để các khúc cá của mình đó quý vị cho nó ngập ngập với phần nước canh nha quý vị. Và sau một hồi nấu thì cá nó cũng vừa chín tới rồi thì mình sẽ cho rau nhút vào tại rau nhúc thì nó rất là mau chín cho nên mình nhúng vào khoảng 30 giây là được rồi và bây giờ thì mình sẽ cho thêm nước mắm vào khi mà canh chua cá dứa của mình cũng đã chín rồi nước mắm thì mình nên cho sau cùng nghe quý vị khi mình cho nước mắm vào rồi thì mình gửi đều đều ra rồi mình tắt lửa luôn nghe quý vị à, mình cắt trái ớt thì chủ yếu mình trang trí cho nó đẹp thôi rồi cái phần rau thơm nè, rồi gai và rau ôm á mình cho vào. Cho nó thơm hơn. À và cuối cùng thì mình sẽ cho tỏi phi vào. Mình cho nhiều nhiều vào nha quý vị cho nó ngon, nó thơm. Và món canh chua của mình á với cá dứa đó quý vị thì mình sẽ chấm với nước mắm trong với các lát ớt mình cho vào trong chén nước mắm á cho nó cay cay. Và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị nguyên chảo cá dứa nấu canh chua của mình cũng đã chín rồi một món canh rất là ngon và rất là dễ làm cách làm như nhà mình thì cũng rất là đơn giản lắm luôn mà mình có được một nồi canh chua cá dứa rất là thơm ngon tuyệt vời món này ăn với cơm nè thêm chảo cá kho nữa là rất tuyệt vời luôn rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau